như là chị biết nói nha, ừ bây giờ cậu ơi chị thương em rồi, là chị mến em à, bây giờ là em cho chị bắt tay. Trời dễ quá luôn. Rồi chị ra. Trời ơi trời ơi. Bây giờ chị nói em nghe, bây giờ chị chúc cho em là năm mới thất tài thất lộc, hai chị càng ngày hai đẹp trai, tiền vô như nước, tiền ra như cung giọt cà phê. Nhưng mà có cái là em nhớ cố gắng nha, giữ gìn sức khỏe nha, nhà này tới nhà kia cho người ta nghe. Chứ chị không có máy này, ủa cái này là fan của tôi, cái này là fan mới mới chứ chứ mới chấm chứ đâu em đâu nghe quán mày con câu lai đâu mà mày bán quán đâu ra chị tinh phủ chị là đây không chị ở này hả chị ở bên sông à, không nãy giờ là chị nãy giờ là chị kết ra kết chị đừng có đâu chị kết hết mệt quá chị mà em cũng năm mấy rồi. Đúng rồi chị mới 61 chứ nhỉ. Đúng rồi chị. Mới 61 cái năm mấy thì nhìn coi y như là 18. Ủa đâu? Ủa? Vậy? Rồi chị chúc em vậy nha. Trời ơi được con trai. Chị ăn quê luôn. Thôi mình mới chị mấy con rồi mấy đứa con. 18 60 vậy phải không? Có phải là mấy bạn người giao tiếp chụp tóc 6. 6 đứa con. Hồi đó em biết không, cái kiểu như nghèo mà, đi nghèo mà đi dưới xuồng á à, không có gì làm hả? Hồi xưa không có gì làm. Trời ơi, ghế ngồi này ngồi đây ngồi đi em, nước mía đâu, nước mía đâu, mừng quá. Nè nói nghe nè, em đừng có về nói trời tôi đi dưới mà tôi gặp cái bà đó bà khùng nha. Có mày bạn ai nhìn thấy thương mà nhìn thấy thương muốn chết. Nhờ thôi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Rồi chị chúc em nghe, nhớ em xây nhà này rồi tới nhà kia nữa nghe. Có khi lỡ mơ mốt mà em xây cho chị xây nhà chị luôn phải không? Có duyên mà có hoàn cảnh đặc biệt. Chị cũng có hoàn cảnh nữa. Hoàn cảnh là sao đây ta? Mình kể cho em mình nghe cái. Kể đi. Chị nói là chị là nhà quê. Đừng có chị không biết nói cái chuyện hâm mộ hay gì hết trơn á. À đúng rồi. Chứ mình mới nói là mình cũng quê mà. Em là em gốc miền Tây đó. Máu miền Tây trong em nhiều lắm á. Quê chị là ở Bàn Giang, miền Tây. Tháp đó. Tháp. Em mà xưa làm ở Trà Vinh 2 năm trời. Tại vì nè, tại vì em biết sao không? Cái đầu mỗi lần mà chị bắt chân hình lên phải không? Cái chị bấm chị mò mò sao cái mà trúng ngay cái chỗ mà em đi vô trong thăm văn đó. Cái bắt đầu cái em ca cái văn luôn hả? Không có, em ca cái bài mà Sương ơi năm nay cái gì đó con chưa về gì đó là nước mắt chị nó đã tuôn. Hen rồi còn mà cái bài nào mà nhảy là chị ngoài chị cũng nhảy luôn. Chị nhảy luôn. Yeah. Nói thiệt em đừng có cười chị nghe. Không có cười dễ thương, rất dễ thương. Chị nhảy luôn. Rất đáng yêu, dễ thương chị ơi. Lúc nó nhảy con chị nó sao có nói gì không? Cái nó nói gì nè, nó nói ngoại làm gì vậy? Cháu ngoại. À ngoại ơi, ngoại làm gì vậy? Cái nói kìa, mày thấy không? Cái cậu á ca thì ngoại nhảy, mà cái lúc mà cậu đó ca cái đầu mấy người kia khóc cái bà ngoại khóc. Nói gì đó. Chị uống đi. Đi con Miệt rồi. Thôi con Trang nó đi cho đẹp. Đang tháo cái đó rồi. Thôi chị xấu chị không có chịu lên. Ủa mà che cái đó có nhiều che đẹp hơn đâu. Mà để vô cái đẹp hơn đâu. Thôi. Một là che lên luôn, hai là tháo ra. Thôi vậy chị tháo lên. Thôi. Trời ta thấy mặt thấy mày gì đâu. Thôi. Đây là chị Phụng nha mọi người. Cô tên gì cô? Tên Mười. Cô Mười. Đây là cô Nguyệt. Đây là một ân nhân đặc biệt của dân đó. Nãy giờ chị thay mặt chị cảm ơn. Từ độ mà cái clip dân tới giờ đó, mấy nhỏ nó biết cười luôn. Nói giờ bà nghe nhà con nành. Nó cười mà nếu tao mắc cỡ, nó cười kìa. Trời ơi chị ơi, cái này mà chiều mà con em nó thấy chắc nó cười em chắc chết chị. Trời ơi mẹ. Chưa chiều đâu người mơi mới thấy. Dạ hả? Lên đài cho nó đó, đã lắm. Thôi dễ thương đáng yêu mà. Không bây giờ là chị phải về là trực tiếp trên 24/24 là phải ôm cái truyền hình không cho đứa nào ôm hết. Chỉ là đang coi phải không? Để ngoại coi trước đi. Mở lên YouTube đúng không? Nói mấy cô, nói con cháu mở nghe. Ờ. Cô biết sao không? 9 giờ những cái việc mà con làm con bỏ lên trên YouTube đó thì rất là nhiều người biết, xong rồi họ giúp. Ví dụ như cô Nguyệt nè. Hồi nào đâu biết đâu, chị nhiên thấy trường hợp đó giúp. Cửa Sinfa đó. Sinfa Vĩnh Hưng đó, Ân Thịnh đó, cũng coi bên nhà này nè. Chị nói nước mía này chụp nè, mấy em này nè, chụp quay lên, chủ động liên lạc với con. Anh sửa nhà chú Quang hả? Vậy thì em phụ anh nghe. Quá mừng luôn, chứ còn hơn mình rinh cả một đoàn người từ Sài Gòn xuống. Nó vừa tốn kém ăn ở đây rồi. Nói chung là nhiêu khê.
mà người ngay luôn, nhân công đây luôn, rất là tiện. Trời ơi, đúng là trời giúp mình luôn đó, thấy không? Nhưng mà chị thấy một cái clip của em cắt cho cái cậu nào một cái nhà nữa, cho nên cái đó đúng rồi, cái đó là cái cậu là cậu, cái nhà đó cũng tệ lắm, là hai mẹ con á, ở trong tù chung thân luôn mà về rồi. Cấn 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 em thấy thì đấy, con nói chuyện với mẹ con đó đó. À, đúng dạ, rồi, đúng rồi. Đó thì em cũng mò đó là mà em... cậu đó cũng chung thân đó, xong rồi giảm ở 20 năm này về đó. Về đó hả? Dạ, cái nhà tệ lắm lắm luôn, không phải tệ, còn hơn cái nhà này luôn á. Đúng rồi, cái nhà đó. Hơn cái nhà này luôn. Nhỏ xíu xíu rồi. Tại vì em coi họ có lúc mà từ quay từ đầu luôn á chị, em mò. Dễ sợ, nhà có quan tâm dữ vậy hả? Chị không có thời gian, không có thời gian ôm cái truyền hình hoài vậy. Về em thấy sau đó là về liền là cô. Rồi thấy cậu này nghe xuống đó rồi nấu cơm, ăn cơm rồi nè. Đó, đây, cái cơm, đó đúng mình rồi. Có tò mò không? Được, thoải mái, đúng rồi đó. Quay lên coi, có quan tâm, coi có quan được, đừng có nói tò mò gì. Tò mò em thấy ăn cơm rồi cái kiểu là vui lắm, nhưng mà mình đâu có hiểu là cái kiểu như ca sĩ có khi người ta lại tới nhà mình rồi có khi người ta có ăn cơm không, hay là cái mình cứ suy nghĩ vậy á. Ăn chén cơm chứ có sao đâu. Thì nếu mà nói vậy thì nãy giờ biết là chị kêu chị Mừng nấu cơm nặng mời em rồi. Ok. Hồi nãy em không nói gì nè, nói chị ơi em đi chút xíu trở lại là chị đi chợ chị mua. Nói thiệt chị không có tiền, chị cũng lên chợ chị mua thiếu ha, con cá lóc cái đậu về chị nấu con chua, chị đãi cho em. Tội nghiệp con, thương quá à, nói chuyện nghe miền Tây chất phát thật thà, rất dễ thương. Anh nói là không có biết là cái gì, người ta hay nói gì ca sĩ tôi hâm mộ rồi tôi mến gì đó, không biết cái là nói thẳng thắn là chị thương em, rồi chị tôn trọng em, chị quý thấy em thôi chứ chị không biết gì nữa. Quá hạnh phúc như đó đủ lắm rồi, rất tuyệt vời, cảm ơn chị nha. Có duyên, vài bữa đó xây nhà xong em sẽ về. Xây xong em xuống đây nữa. Chừng nào mà mày dám gần đây không? Dễ liên lạc không? Không, mà chừng nào về cái nói vậy nè. Có số điện thoại không? Chị xin đi. Chị quên số điện thoại chị ơi. Con chị cũng được nữa. Thôi bây giờ em cho số điện thoại của em cho chị. Bây giờ nói nha. Mình thương với nhau phải không? Cho chị số điện thoại cho em đi. Em đâu có sợ đâu không cho. Ê bé nhận số cho chị. Lấy cái gì? Ê mà nói nghe nè. Ê mà nói nghe nè, chị hay xàm lắm ngang, có khi chị buồn là chị điện chị hỏi thăm em nha. Em đừng có tự ái nha. Nè, bấm nha. Đọc lên nha, là chúng sanh biết hết trơn nha. Để tên luôn nha. Dạ, để con lưu vô. Nói thiệt cũng nói thế thật cười rồi đó, giờ tôi chưa bao giờ tôi coi biết coi cái vụ tiền hình mà coi clip coi đồ. Coi máy điện thoại coi clip mà từ độ mà coi cái đĩa mà đàm những thân diễn dân tới giờ bắt đầu coi tung hoành luôn, coi clip coi Facebook đồ chứ đâu biết coi đâu. Em coi dữ lắm chưa, em coi mà em khóc luôn. Em thấy mấy người ở trong đó khóc rồi em khóc. Dạ từ rồi coi đó rồi tới giờ. Rồi con thấy số con rồi này nha, rồi xong. Con lưu tên con lên cho con. Có khi ca sĩ người ta không có cho số điện thoại. Em cho láng hết trơn á. Vụ gì, nói gì nói nhỏ nhỏ bà. Có nói chuyện. Nói chuyện nói bà bán nước mía, bà tranh thủ. Mà giờ này người ta mua mấy người này mua cũng ác nữa. Đã bà đang yêu thương mến anh Đàm mà bây giờ ai là mua nước mía hoài. Càng tốt rồi, có đừng tiền. Đừng có mua, để cho bà vô đây. Anh Đàm. Mới hàng ngon không? Mới hàng xịn sò chưa? Đúng rồi, mở hàng đắt quá. Dễ thương mở hàng, bán hàng thôi. Quán này mà không mở hàng. Ủa, sáng giờ bán rồi mà. Sáng giờ bán mới có 2 ly thôi. Là mở hàng rồi đó. Ôi, nguyên một cái đòn mà bán được có 2 ly hả? Tại anh uống cà phê được, anh không biết uống cà phê sữa đó. Ôi, sao mấy bé này đứng hoài vậy? Thì người ta làm công chuyện mà. Ủa gì hả? Trời ơi, chứ không phải chút xíu thôi sao? Sao mà hoài vậy, lâu như vậy? Lâu luôn nè hả? Dạ chắc nó vô luôn rồi đó con. Vô Zalo luôn rồi. Ôi, tiền nghiệp ngồi ghế không con? Nhà vô Zalo luôn rồi. Ngồi ghế kìa, lấy ghế cho người ta ngồi đi. Cũng mỏi chân nữa bà ơi, lấy ghế cho ta ngồi đi. Thì trời ơi, bữa nay mình làm gì mà mình tung tăng với chị. Vô Zalo luôn rồi mấy con. Dạ. Kiểu như mình thấy vui rồi mình làm gì mình mừng dữ hả? Lâu lâu gặp thiệt. Anh Đàm thì chắc là mình nghĩ thì sao. Rồi, dễ gì gặp được. Có dịp mới gặp được đó bộ. Ê, mình nói là mình hẹn một thời gian là mình phải là sao ta, nói sao nói. Giữ lời hứa đúng không? Uy tín vậy, yên tâm. Uy tín. Ủa, chị nghĩ cái nhà này em phải xuống không? Xuống không? Xuống chứ, xong xuống xây xong phải xuống chứ. Xuống đây nè, nói mừ ơi, mừ làm ơn kêu cái bà Út Tửng Tửng giùm. Ok, có chị qua liền. Chị bên xong xuống nào đâu dễ kiếm không? Gọi đi là vậy, chị ở sát bên đây nè, chị qua chị. Nè, xong nè. Em qua. Đến đây gọi qua không vậy, nghe không? Có số điện thoại điện cái qua cái kêu gì? Cái Út hay Phụng?
Thì em muốn kêu gì kêu, cái tên của chị đó em muốn kêu tên gì đó kêu. Kêu Phụng hay là Út Tửng? Ừ cũng được. Kêu ha, Phụng ơi là có chị ơi liền. Còn kêu Út Tửng là không có kêu lên tiếng. Chị cũng được. Em kêu sao đó kêu. Thôi giờ với lại bữa em xuống em sẽ báo trước. Vậy hả? Trời ơi, mừng quá ha, mình được. Ủa sao mà bữa nay mình được hãnh diện chứ hả? Có duyên, có duyên gặp. Nay nhờ quán tôi đó, bà không mở hàng cho tôi xem. Chút mở ra có nước nha. Không, không có, coi như là bây giờ em nói với chị như vậy, coi như là cái đoàn của em là bao nhiêu người, chị đếm hết đi. Làm gì? Em bao nước hết luôn. Thôi. Trời ơi. Anh Đàm ngồi đây bán buôn cực khổ vậy. Không có, không có. Khoan khoan nói vậy nè. Nói tiếng trước thôi, còn tiếng sau để chị nói lại. Bao hết. Một chút xíu nữa anh Đàm đưa tiền em trả. Thì sao? Đồng ý không? Yeah. Đồng ý, đồng ý. Đồng ý. Yeah. Cái này mình đưa lên truyền hình chắc lại nó luôn chứ mượn ơi. Nó là anh kỳ trời. Không à, tại vì chị vui nghe em chứ hồi đó dạ có vấn đề là chị ơi vui mà chứ hồi đó giờ nói ca sĩ là chị không dám lại gần mà sao nay chị mến em chứ chị mến chị bây giờ em nói nghe nè bây giờ cái giọng ca của chị hay lắm hay hay đúng mực hay luôn chị hả ờ chị ca hay dữ muốn lắm một câu liền em ơi suốt đêm thao thức vì em trời ơi nghe hấp dẫn gì à không này xong không ừ. À cái xong quê đi xong quê đó. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ làng em bên lỡ làng anh ở bên bồi mỗi ngày bên sông ở sông bên này em đi học đúng không ừ, đúng rồi. Dưới bóng con đò nhanh chóng nhắn mũ mũ con bướm vàng quanh quanh quẩn trời ơi đúng rồi ơi theo anh bao chiều lội dìm sông gì đó tiếp đi nói gì chứ chị đâu có biết hát đâu tại sông quê này. Trường làng con đò trên cát lỡ chứ gì xa em đâu nhỉ gì đâu mình đều nhớ lắm trời ơi bà nói chị nói vậy đâu có được ca sĩ người ta người ta hát hay người ta phải lựa cái chỗ người ta hát mình hát có một dòng sông trái tràn trong trí nhớ làng anh bên lỡ làng em ở bên bồi đúng không mỗi ngày bên sông mỗi ngày qua sông chứ hả ừ. Mỗi ngày qua sông bên này em đi học dưới bóng con đò chờ trống nhánh mũ chị có biết gì đâu vậy em chưa ta đấy. Có biết gì đâu mũ mới nãy đó trời ơi hay chị biết ca là chị ca chị tặng em rồi chứ mắc mới gì chị ngồi gì trơ trơ sao mà giới thiệu hay thì hay thì để nói vậy thôi chứ chị có biết hát với ca gì đâu đã nói dân quê nhảy đây thôi đúng không nhảy được rồi đúng không ờ đúng rồi cái kiểu như mà em nhảy thì chị bắt chước chị nhảy theo còn giống ba như xem chưa xem bé xi so gì ủa mình nói vậy đó không biết gì cũng vậy đó y như lị liệu thôi nói vậy chứ tại chị vui nghe chứ chị không biết hát cảm ơn chị vui em mới ngồi lâu vậy đó đúng rồi thôi đi về giờ chạy về dưới con chào cô mười nghe chào chị Phụng thì nào xong nhà này em xuống thông báo cho mọi người nhớ nha nói thông dạ. Nha con chưa có số của mười để có gì con báo chứ hả hay có ai được ai thì báo được em đi ha ở số này đi thì báo xuống cho để biết rồi gọi bà giờ Phụng anh cho chơi nha 09 đọc lên nghe hết á rồi đó tiệc rượu đêm nay chưa tàn cô sao sơn ca đành dội bỏ đi sao hãy ở lại đây chia nhau dài mỗi chuyện rồi sáng mai mỗi kẻ một con đường. Trời ơi sớm quá hay quá có gì dưỡng bằng nhau đâu chia sớt khúc thương sầu cho lần đầu tiên mình gặp gỡ lưu giữ sau này dài kỷ niệm của ngày bên nhau xuất sắc luôn trời ơi sân trời ca hả? Của tôi cái này đáng lý em đúng à. Có gì đang liên lưu có một nụ cười ưu tư khi quê hương đang đau thương lòng ai không sầu thê thiết đúng không
Vậy đó mà không vớt chị lên. Rồi, có gì trước khi xuống anh sẽ báo cho anh Triều biết. Rồi, nha, kêu chị Phụng qua chơi. Cảm ơn nha. Rồi, chị cảm ơn em. Bye chị. Bye cô Mười. Dân chạy xuống dưới chỗ kia đóng tiền ở đây. Chúc em dồi dào sức khỏe. Ôi ơi, xin chữ ký nãy giờ mà mò à. Xin chữ ký. Con tên gì? Dạ, tên Trần Hải Minh. Chú. Rồi, chị ơi, chị về mà anh giỏi nha chị. Chừng nào cậu lên là chị lên nha chị. Không, chị hứa đại với em đi. Có cô đi chứ. Xe tới rước cô đi thôi. Xe tới rước chị nha chị. Em mới bẻ. Ôi trời ơi, đã bẻ đâu? Nhà em bẩn. Nhà bẩn luôn anh ơi. Dạ. Dạ. Trời ơi, thấy không miền Tây dễ thương không? Dạ. Ừ. Thôi anh sợ luôn. Chúng Sài Gòn, miền Tây, Sài gì vậy? Thái hả? Dạ, Thái hả? Thái mà chồng ở Sài Việt Nam thì hả? Đây cơm. Thái. Cảm ơn em nhiều nha. Được luôn, ông xã đây hả? Dạ. Rồi, quá thương, cảm ơn em nha. Em tên gì? Dạ, Tinh Hưng. Ông xã tên gì? Tinh Hưng. Hưng luôn hả? Dạ, Hưng luôn. Dạ. Cảm ơn hai em nha. Chị Phụng ơi, lần sau em xuống đâu ăn canh canh chua nha, nói con Mười nha. Rồi, canh chua chị em. Canh chua cá lóc chị nói thôi. Em xin em đồ Sài Gòn xuống. Rồi, chị nấu cơm canh ra đi. Chị đủ tiền mà ghê mà. Có con Mười ok. Rồi, dạ. Nè. Chiều, ok. Đây này chị làm mẫu. Đây nè chị làm mẫu bắt hai đi không? Là coi như là hai chị em mình thân chứ lắm không? Chiếc xe đạp chị đậu đó. Nè, nếu mà chiếc xe của em mà hướng lên quẹt chiếc xe chị ok mừng chị. Tích cực luôn. Hả? Thôi để ta chặn cho bà đi, bà không chịu đâu mà. Tính quẹt quẹt liền. 10 triệu đó. Kia gì hả? Em chịu không? Xe này xe 10 triệu trời. Xe điện là mấy triệu bạc à bà ơi. Trời ơi, có ai mà cố tình quẹt cho mình 10 triệu không? Chuyến sao, chuyến sao đi xuống đi. Nha, xử lý dùm hồ sơ của bà. Chuyến sao đi. Tôi đi hái kiếm tiền. Giờ cái xe bà ra này tôi quẹt nó. Ok, hẹn gặp lại. Nó chất phát này thà không, đâu phát chất phát đâu. Thấy không? Xe vậy nè. Kêu quẹt đi đấy 10 triệu. Xe này nhiều lắm thì 4 triệu bạc bà. Tôi cho nhiều nhất luôn có 4 triệu má. Làm cho phần quẹt 10 triệu. Mà tính mua 2-3 chiếc nữa hả? Không có người khác 4. Nếu không, đây này chị nói nghe, nếu mà người khác đụng banh chị bỏ luôn. Còn em quất vô cái là 10 triệu. Vậy bà thương tôi giữ chưa? Thương giữ rồi, thương tình nghĩa là mới lấy 10 triệu chứ nếu không là không là không lấy chiều nào luôn. Vậy là thương dữ lắm rồi đó hả? Thương dữ luôn, thương đúng một thương luôn. Rồi, nói chứ, nói chứ hẹn lần sau xuống đi nha. Không chị, là có thiệt là rồi, hẹn một tháng nữa là gặp nhau sang nhà xong xuống cho Khánh Triều. Nói chút kêu bạn nghe. Rồi. Canh chua cá kho nha mẹ. Xua. Cô Nguyệt ơi, về nghe cô Nguyệt. Hai bé Phương, về nghe.